Sự việc diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 6, một gia đình bị tai nạn xe máy nghi do mất phanh và rơi xuống vực tại địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này, dù có người dừng lại hỗ trợ, nhưng nhiều ô tô đã chạy qua vì còn bận chở khách hoặc lý do nào khác. Ngược lại, anh Nguyễn Xuân Chiến, 24 tuổi, quê tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã chủ động dừng xe và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Sự việc ngày hôm đấy thì trên đường mình đi từ Tam Đảo về Sóc Sơn thì mình có gặp một gia đình bị tai nạn. Và mình có dừng lại và mình hỏi xem là có ai cần đi viện không. Đúng lúc đấy có 4 người trong một gia đình là bị ngã. Đây là mình đưa đi viện luôn. Mình cũng không nghĩ được cái gì. Lúc đấy mình chỉ có suy nghĩ là đưa người bị tai nạn đến bệnh viện nhanh nhất và có thể trong khả năng của mình. Mình có bật đèn hazard để cảnh báo cho mọi người là xe mình đang cần đi gấp, nên là cũng có nhiều người tránh cho mình đi. Sau khi trở về nhà, anh Chiến đã kể lại câu chuyện với gia đình và đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để lan tỏa hành động đẹp của mình. Sau khi đăng tải, video nhận được nhiều sự quan tâm tán dương của nhiều người trên các diễn đàn giao thông và phương tiện. Thì mình cũng có về kể lại với gia đình mình và gia đình mình cũng ủng hộ, cũng khen mình đã làm được một việc tốt. Sau khi đoạn video được đăng tải thì mình cũng nhận được rất là nhiều người khen và gửi lời chúc đến mình vạn dặm bình an. Mình cũng cảm thấy vui trong lòng. Vừa qua thì gia đình em có xảy ra sự cố tai nạn ở dốc Tam Đảo, thì rất may là có các cô bác anh chị ở gần đó đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình em, và đặc biệt là có gặp Chiến hỗ trợ cứu giúp đưa gia đình em đến bệnh viện gần nhất, và hiện tại thì sức khỏe của gia đình em đã hoàn toàn bình thường. Gia đình xin cảm ơn anh Chiến và rất mong là cái hành động này sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa trong việc tương trợ giúp đỡ khi thấy tai nạn giao thông trên đường. Cấp cứu anh ơi, cấp cứu anh ơi.